Cô thân ái chào các con, cô rất vui được gặp lại các con trong tiết học tập đọc ngày hôm nay. Để bắt đầu vào bài học, cô mời các con cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây nhé. Chú gà báo hiệu cho chúng ta biết một ngày mới vừa mới bắt đầu đó các con. Và bạn nhỏ trong bức tranh mà các con đang quan sát nè, bạn đã thức dậy sớm và đã khám phá được những điều gì thú vị? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài tập đọc Ai dậy sớm. Ai dậy sớm là một trong những sáng tác hay của nhà thơ Võ Quảng. Buổi sáng có gì đẹp và những người thức dậy sớm sẽ được tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc gì? Bài thơ với những hình ảnh rất gần gũi sẽ cho các con biết được điều đó. Còn hãy lắng nghe cô đọc bài thơ này nhé. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm? Bước ra vườn, hoa ngát hương đang chờ đón. Ai dậy sớm? Đi ra đồng, cỏ vừng đông đang chờ đón. Ai dậy sớm? Chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón. Võ Quảng. Để đọc tốt được bài thơ, con hãy chú ý đọc đúng các từ sau đây. Dậy sớm, ra vườn, ngát hương, chờ đón, lên đồi, đất trời. Bây giờ con hãy luyện đọc từng từ nha. Dậy sớm, con chú ý tiếng dậy có vần ây, giờ ây dây nặng dậy. Tiếng sớm có âm sờ, khi phát âm con đẩy hơi mạnh về phía trước. Sờ, sờ ôm sơm sắc sớm, dậy sớm. Từ ra vườn, con chú ý tiếng ra có âm R khi phát âm. Con đọc câm và rung lưỡi lên âm R. R, R, A, ra. Tiếng vườn có vần ươn, âm cuối là âm N. Khi đọc lưỡi cong lên, chạm vào vòng trên của miệng nhé. Ươn, V, ươn, vươn, huyền, vườn. Ra, vườn. Từ ngát hương, con chú ý cho cô tiếng ngát có vần át, âm cuối là âm T. Khi phát âm, con để đầu lưỡi đặt giữa hai hàm răng khép lại. Áp, ngờ, áp, ngát, sắc, ngát, ngát, hương. Từ lên đồi, con chú ý tiếng lên có âm L. Khi phát âm, lưỡi cong chạm vào vòng trên của miệng. L, ên, lên, lên, đồi. Từ đất, trời, con chú ý tiếng trời có âm tr. Khi đọc con cong lưỡi lên. Tr, ơi, trời, huyền, trời, đất, trời. Từ chờ đón, tiếng chờ có âm chờ, con phát âm nhẹ âm chờ, lưỡi không cong. Chờ, chờ ơ chơ huyền chờ, chờ đón. Bây giờ cô sẽ giải nghĩa cho con một số từ trong bài để con hiểu được bài đọc hơn. Ngát hương có nghĩa là hương thơm, tỏa rộng và lan ra xa. Khi con đứng ở một vườn hoa thì con sẽ có cảm giác dễ chịu đó các con. Và vườn đông thì có nghĩa là mặt trời mọc lên đó. Bây giờ cô mời các con cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây nhé. Mặt trời mọc lên từ hướng đông. Khi mới mọc lên thì những tia nắng sẽ làm cho cả bầu trời phía đông đỏ rực lên đó các con. Tiếp theo cô có từ đất trời là những gì gần gũi gắn bó với chúng ta. Chúng ta sống trên mặt đất và có thể nhìn ngắm được bầu trời. Khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất rất xa, nhưng nếu càng lên cao thì con sẽ có cảm giác là bầu trời rất gần với mình. Tiếp theo, ta sẽ luyện đọc từng câu thơ. Con chú ý là phải ngắt hơi sau mỗi câu thơ và nghỉ hơi sau một khổ thơ nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện đọc. Ai dậy sớm? Ai dậy sớm? Bước ra vườn, hoa ngát hương đang chờ đón. Ai dậy sớm? Đi ra đồng, cỏ vừng đông đang chờ đón. Ai dậy sớm, chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón. Võ Quảng. Bây giờ ta sẽ luyện đọc từng khổ thơ. Bài thơ này có 3 khổ. Cô mời các con đến với khổ thơ thứ nhất. Ai dậy sớm, bước ra vườn, hoa ngát hương
đang chờ đón. Cô mời các con đọc lại một lần. Ta cùng đến với cổ thơ thứ hai. Ai dậy sớm đi ra đồng, cỏ vừng đông đang chờ đón. Cô mời các con đọc lại một lần nha. Ta đến với cổ thơ thứ ba. Ai dậy sớm chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón. Cô mời các con đọc lại một lần nữa nha. Tiếp theo, ta sẽ đọc cả bài thơ luôn nè. Cô lưu ý khi mình đọc bài thơ thì con sẽ phải đọc luôn cả tựa đề của bài và tên của tác giả nữa nha. Ai dậy sớm, ai dậy sớm, bước ra vườn, hoa ngát hương, đang chờ đón. Ai dậy sớm, đi ra đồng, có vừng đông, đang chờ đón. Ai dậy sớm, chạy lên đồi, cả đất trời đang chờ đón. Võ Quản, cô mời các con đọc lại bài thơ. Chúng ta vừa xong bài phần luyện đọc, bây giờ cô mời các con đến với phần tìm hiểu bài để con hiểu được nội dung của bài học ngày hôm nay. Cô có câu hỏi số 1. Khi dậy sớm, điều gì chờ đón em ở ngoài vườn? Để trả lời được câu hỏi này, cô gợi ý cho các con hãy đọc lại cổ thơ thứ nhất. Câu trả lời chính là hoa ngát hương đang chờ đón. Cô lưu ý, khi trả lời câu hỏi thì con cần phải trả lời cho tròn câu và rõ ý. Con hãy quan sát câu trả lời của cô nha. Khi dậy sớm, có hoa ngát hương chờ đón em ở ngoài vườn. Ta đến với câu hỏi số 2. Khi dậy sớm, điều gì chờ đón em trên cánh đồng? Các con hãy đọc lại cổ thơ thứ 2 để tìm ra được câu trả lời nha. À, đó chính là có vừng đông đang chờ đón. Các con hãy quan sát lại câu trả lời của cô nha. Khi dậy sớm, có vừng đông chờ đón em trên cánh đồng. Ta đến với câu hỏi số 3. Khi dậy sớm, điều gì chờ đón em trên đồi? À, cô chắc chắn rằng tất cả các con đều đã có câu trả lời rồi đúng không nè? Chúng ta cùng kiểm tra lại nha. Đó chính là cả đất trời đang chờ đón. Bây giờ con hãy so sánh câu trả lời của mình với của cô có giống nhau không nha. Khi dậy sớm, cả đất trời chờ đón em trên đồi. Chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài thơ. Bài thơ xoay quanh một vấn đề rất đơn giản trong cuộc sống. Đó là làm sao để các con dậy sớm. Bởi vì khi dậy sớm, có những điều kỳ diệu sẽ đến với các con. Các con dậy sớm, mình sẽ ngắm được cảnh đẹp nè. Rồi mình sẽ có thời gian để luyện tập thể dục, mình sẽ có được sức khỏe tốt nè, mình sẽ đi học được đúng giờ nữa. Bây giờ cô mời các con cùng nhìn ngắm những cảnh đẹp vào buổi sáng nha. Buổi sáng đẹp quá phải không các con? Cô mong rằng sau bài học ngày hôm nay, tất cả các con đều sẽ biết thức dậy sớm, biết rèn luyện thân thể và hòa mình với thiên nhiên. Cô chúc các con luôn chăm ngoan và học giỏi.